Ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp xác minh, truy tìm tang vật và đối tượng liên quan để khởi tố vụ án hình sự, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến vụ đập vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A ngày 3 tháng 7. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, do mâu thuẫn tranh chấp khai thác vận tải hành khách với nhà xe Đại Phát có trụ sở tại Lào, đối tượng Lê Đức Tê, sinh năm 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã cùng một người tên L và một đối tượng chưa xác định danh tính đi trên ô tô mang biển số tỉnh Nghệ An chặn xe khách của nhà xe Đại Phát. Khi đến khu vực cầu Lồi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Lê Đức Tê đã yêu cầu tài xế xe khách dừng xe nói chuyện. Lúc này anh Nguyễn Thành Tùng, quản lý xe khách đã không làm theo yêu cầu, tiếp tục cho xe di chuyển về hướng Nghệ An đi Hà Nội. Bực tức, Lê Đức Tê đã lái xe đuổi theo xe khách nói trên. Khi đến khu vực cầu vượt Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, xe của nhóm đối tượng đã vượt lên chặn xe khách, dùng đá đập vỡ kính xe. Trước hành vi côn đồ của nhóm đối tượng, tài xế xe khách tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy theo hướng thành phố Vinh đi Hà Nội. Nhóm của Lê Đức Tê tiếp tục đuổi theo, dùng hung khí đập vỡ kính xe. Sau khi bỏ chạy khoảng 50 km, tài xế xe giường nằm đã dừng xe trước cổng Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trình báo sự việc tới công an địa phương để được giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với các bên liên quan, xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của công an huyện Diễn Châu nên đã chuyển hồ sơ tin báo cùng tang vật liên quan cho công an huyện Diễn Châu tiếp tục xác minh. Hiện vụ việc đang được công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.